Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đòn gió của Trung Quốc ngăn cản Việt Nam kiện về Biển Đông. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC tại London, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ Việt Nam khẳng định bốn kịch bản Trung Quốc có thể làm nếu Việt Nam kiện ra tòa quốc tế do ông Ngô Sĩ Tồn, giám đốc Viện Nghiên cứu Trung Quốc về Biển Đông công bố mới đây chỉ mang tính chất hăm dọa, kích động và không có gì mới, bởi trong thực tế Trung Quốc đã làm những điều này từ lâu. Và trong kịch bản 1, Trung Quốc dọa sẽ công bố hệ thống đường cơ sở ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà gọi là Nam Sa. Đây là hình ảnh đường cơ sở thẳng do Trung Quốc tự công bố quanh quần đảo Hoàng Sa. Trên thực tế, Trung Quốc đã làm điều này từ năm 1996, khi họ nối tất cả các điểm ngoài cùng của các thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà Trung Quốc gọi là Tây Sa để tạo thành đường cơ sở, như là một quốc gia quần đảo. Đây là việc Trung Quốc giải thích và áp dụng hoàn toàn sai trái Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982, viết tắt là UNCLOS 1982. Nhiều học giả đã phân tích về hành động sai trái này, đặc biệt trong công hàm của Phái đoàn Thường trực của Việt Nam gửi cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc vừa qua, cũng khẳng định quan điểm của UNCLOS 1982 quy định rằng không thể nối tất cả các điểm của các thực thể ở ngoài cùng quần đảo Hoàng Sa để biến nó thành một đường cơ sở như là một quốc gia quần đảo. Tiến sĩ Trần Công Trục cũng cho rằng Trung Quốc đang làm tương tự với quần đảo Trường Sa. Sở dĩ họ chưa công bố đường cơ sở ở đây là do bị lên án rất nhiều, cho nên họ đang tính toán. Họ cũng đang tính toán để mở rộng, chiếm đóng thêm một số bãi cạn nằm ngoài quần đảo Trường Sa, gần thềm lục địa đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Malaysia, Brunei, Indonesia và Philippines. Đây là việc cố tình giải thích áp dụng sai công ước để thực hiện yêu sách đường chiến đoạn phi pháp. Bây giờ họ không chỉ nhắc lại chuyện cũ này, nó không có giá trị gì về mặt luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, ông Trục nhận định đây là kịch bản mà Trung Quốc có khả năng làm được nhất, bởi công bố đường cơ sở của quần đảo Nam Sa sẽ có phần thực thi sách lược mà Trung Quốc gọi là Tứ Sa, biện minh cho yêu sách đường lưỡi bỏ phi pháp. Đối với kịch bản thứ hai, Trung Quốc đe dọa đẩy mạnh việc ngăn cấm, đánh đập, giam cầm các ngư dân Việt Nam đang hoạt động trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Điều này họ cũng làm từ lâu rồi. Năm nào Trung Quốc cũng công bố quyết định cấm đánh bắt cá, năm nào cũng đốt tàu, bắt giam, đánh đập ngư dân Việt Nam hết sức dã man. Đây là hình ảnh tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi, Việt Nam đã bị tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tại Hoàng Sa của Việt Nam mùng 2 tháng 4 vừa qua. Quốc tế cũng đánh giá đây là hành động cướp biển mang tính chất nhà nước. Và Trung Quốc sẽ tiếp tục làm điều này chừng nào họ đạt được tham vọng khống chế, độc chiếm Biển Đông, chứ không cần chờ đến lúc Việt Nam kiện. Tuy nhiên, theo ông tiến sĩ Trần Công Trục, việc Trung Quốc ngăn chặn hoạt động bảo vệ, quản lý của các lực lượng của Việt Nam trên các thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam trong tình hình hiện nay là hoàn toàn không phải là việc đơn giản, bởi vì Việt Nam đang nỗ lực hợp tác cùng các quốc gia khác để tăng cường sức phòng thủ và sức chiến đấu của mình. Khi chạm đến lãnh thổ thiêng liêng thì theo truyền thống của người Việt Nam, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh. Dù kiềm chế xung đột nhưng nếu lãnh thổ bị xâm phạm thì chắc chắn người Việt Nam sẽ cầm súng đứng lên bảo vệ và chiến đấu đến phút cuối cùng. Do đó, Trung Quốc không dễ dàng gì làm được điều này. Đối với kịch bản thứ ba, Trung Quốc đe dọa tăng cường ngăn cản Việt Nam quân sự hóa ở Trường Sa. Việc họ nói Việt Nam quân sự hóa là hoàn toàn bịa đặt. Trung Quốc mới đây chính mới là nước quân sự hóa trên Biển Đông một cách nhanh chóng. Đây là hình ảnh Trung Quốc xây dựng trái phép trên khu vực đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Và Việt Nam có mặt ở đó trên 21 vị trí trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và các lực lượng quân đội, khoa học kỹ thuật, dân sự để quản lý và bảo vệ chủ quyền của mình trên các thực thể đó là điều hết sức bình thường mà Việt Nam vẫn làm từ trước đến nay để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Từ lâu, Trung Quốc đã uy hiếp Việt Nam, thậm chí dùng vũ lực để đánh chiếm, gây ra thảm họa cho người dân Việt Nam trong lúc đang làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa như vụ Gạc Ma chẳng hạn. Và Trung Quốc sẽ tiếp tục các hành động này, nhưng trong bối cảnh hiện nay, khi nhiều nước trên thế giới đã lên tiếng phản đối, Trung Quốc sẽ phải cân nhắc ít nhiều trước khi hành động. Đối với kịch bản thứ tư, Trung Quốc dọa triển khai khai thác dầu khí ở bãi Tư Chính. Trên thực tế, Trung Quốc đã thực hiện rồi, nhưng mà làm không được. Đây là hình ảnh nhóm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 của Trung Quốc ngang nhiên hoạt động ở khu vực bãi Tư Chính. Và chính điều này đã được truyền thông nhà nước Việt Nam trong thời gian dài giấu kín, nhưng cuối cùng họ cũng phải công nhận. Vào năm ngoái, Trung Quốc đã đưa tàu Địa chất Hải Dương vào hoạt động ở bãi Tư Chính hơn một tháng để thăm dò điều kiện nhằm tiến hành khai thác ở đây. Trung Quốc đã làm việc này nhiều lần và cho đến nay
Việt Nam vẫn vững ở đó, vẫn tiến hành thăm dò khai thác dầu khí và vẫn bảo vệ các quyền hợp pháp của mình trong khu vực này. Trong bối cảnh dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán hiện nay, dù Trung Quốc đang tính toán để đục nước béo cò, mượn gió bẻ măng, nhưng những nước khác trong khu vực, kể cả nước trước đây mềm mỏng với Trung Quốc như Malaysia, Philippines, Indonesia, nay cũng có những tiếng nói phản đối mạnh mẽ Trung Quốc và ủng hộ lập trường của Việt Nam. Các nước mạnh trên thế giới như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Nhật Bản đều lên tiếng phản đối Trung Quốc và kêu gọi cộng đồng quốc tế thượng tôn pháp luật. Nếu Trung Quốc tiếp tục các hành động trắng trợn này thì nhân loại sẽ không thể yên. Vì vậy, tiến sĩ Trần Công Trục nhấn mạnh, dù Trung Quốc đe dọa hung hăng nhưng có làm được hay không còn là một câu chuyện khác. Và vị tiến sĩ Trần Công Trục này cũng cho biết, tại thời điểm này Việt Nam chưa nên kiện Trung Quốc về Biển Đông. Đây là hình ảnh tàu ngầm lớp Kilo 636 của Nga được giao cho Việt Nam. Tiến sĩ Trục phân tích, cái đó có thể kiện hiện nay là như Philippines đã làm, kiện Trung Quốc về việc áp dụng sai công ước UNCLOS 1982. Nhưng nên nhớ rằng, dù có phán quyết của tòa án, việc thực thi phán quyết lại không triển khai được, do cơ chế thi hành án của các cơ quan tài phán quốc tế hiện nay phải thông qua Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà Trung Quốc là thành viên thường trực có quyền phủ quyết. Nghĩa là thắng kiện thì được lợi về mặt chính trị, ngoại giao, pháp lý, dư luận và kết quả thắng đó sẽ trở thành một thực tiễn trong luật pháp quốc tế để người ta căn cứ vào đó mà đấu tranh, bảo vệ công lý. Nhưng như đã nói, việc thi hành phán quyết trên thực tế là không có. Do đó Việt Nam phải tính, việc tập trung ý kiến của các chuyên gia, luật sư, dư luận để cùng nhau có tiếng nói thống nhất là rất cần thiết. Vị chuyên gia này cũng cho rằng, thời điểm này Việt Nam cần tập hợp thêm dư luận để đấu tranh ngoại giao, tăng cường đoàn kết để duy trì công ước UNCLOS 1982. Ông nói, trước việc Trung Quốc bất chấp tất cả để thực hiện các hành vi phi pháp, thì trước mắt tự bản thân Việt Nam phải đoàn kết đánh giá bản chất sự kiện một cách bình tĩnh, khoa học, chứ không phải trên cơ sở duy ý chí. Muốn như vậy phải rõ ràng lập trường, pháp lý của mình để bạn bè quốc tế đồng tình ủng hộ. Tôi nghĩ vừa rồi Việt Nam đã làm được một số điều trong các việc này, trong đó nhận được sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới. Và tiềm lực quốc phòng của Việt Nam ngày càng được cải thiện hơn. Việt Nam đủ sức tự vệ trước các hành động phi pháp của các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc. Và bản thân Trung Quốc hiện nay đang đứng trước muôn vàn khó khăn, bế tắc từ đối nội cho đến đối ngoại của họ. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường. Ở trong nước thì đại dịch viêm phổi Vũ Hán đã khiến cho hàng chục triệu người mất việc ở Trung Quốc, gây áp lực lên mạng lưới phúc lợi xã hội chắp vá và tạo ra thách thức lớn cho Bắc Kinh. Kinh tế giảm 6,8% trong quý đầu tiên và hiện tại là cuộc khủng hoảng, thất nghiệp đã bộc lộ những vấn đề sâu sắc trong sự phát triển và phân phối tài sản ở Trung Quốc. Sau 4 thập kỷ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, nhiều người lao động giờ đây thấy mình phải hoàn toàn tự lo liệu cho bản thân hoặc sống dựa vào tiền tiết kiệm của gia đình. Trong khi đó, vào năm 2020, được dự kiến sẽ là một cột mốc quan trọng với mục tiêu quốc gia này trở thành một xã hội thịnh vượng và toàn diện vào cuối năm, được thể hiện ở quy mô nền kinh tế tăng gấp đôi so với năm 2010 và cùng với việc xóa đói giảm nghèo đã được thực hiện thắng lợi. Và kế hoạch của năm 2020 của ông Tập Cận Bình đã bị virus Vũ Hán làm cho phá sản. Lời hứa của ông trước 1,4 tỷ người dân Trung Quốc sẽ trở thành lời hứa suông và Hoàng đế Tập sẽ trở thành kẻ thất hứa. Chưa kể khu vực phía Nam của Trung Quốc nhiều ngày liên tiếp mưa lớn đã gây lũ lụt. 24 tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Quý Châu, Trùng Khánh và nhiều tỉnh thành khác liên tiếp có thông tin về thảm họa, ít nhất 8,5 triệu người đã bị ảnh hưởng. 138.000 căn nhà bị hư hại. Chính quyền đưa ra cảnh báo lũ lụt năm nay là trận lụt lớn nhất kể từ năm 1949 đến nay, nhất là lượng mưa lớn ở khu vực Thượng Du đập Tam Hiệp sẽ gây ra thách thức nghiêm trọng đối với con đập khổng lồ này. Thêm vào đó, thủ đô Bắc Kinh đã chứng kiến sự bùng phát dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bắt đầu từ ngày 11 tháng 6 và đến nay đã xuất hiện trên 200 ca nhiễm mới. Đồng thời, dịch bệnh cũng lan ra nhiều tỉnh thành khác trong cả nước. Chính quyền Bắc Kinh đã phải thừa nhận tình hình dịch bệnh tại thủ đô gay go và phức tạp, công tác phòng và kiểm tra dịch bệnh đang trong thời gian quan trọng nhất. Về mặt đối ngoại, trong khi xung đột biên giới với Ấn Độ ngày một leo thang, diễn đến một cuộc đối đầu lớn nhất giữa quân đội hai nước kể từ năm 1967 tới nay, thì mới đây, Indonesia đã từ chối đàm phán với Trung Quốc về Biển Đông. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi vào hôm 18 tháng 6 năm 2020 đã tuyên bố lập trường của nước này là dựa theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, không có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc ở Biển Đông, nên không có lý do để đàm phán. Bà Retno cũng đưa ra tuyên bố này sau khi Trung Quốc vào ngày 2 tháng 6 gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc
mời Indonesia đàm phán về cái gọi là những tuyên bố chồng lấn về các quyền và lợi ích ở Biển Đông. Siêu cường thế giới Hoa Kỳ thì không hề có dấu hiệu xuống thang với Trung Quốc khi mối quan hệ giữa hai nước đang ở mức xấu nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen vào năm 2020 được tổ chức trực tuyến vừa qua ngày 19 tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tung ra một loạt chỉ trích nhắm vào Trung Quốc. Ông phát biểu với nội dung như sau: quân đội Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng biên giới với Ấn Độ, nền dân chủ đông dân nhất thế giới. Họ đang quân sự hóa Biển Đông và tuyên bố chủ quyền phi pháp tại đó, đe dọa các tuyến đường biển sống còn. Cũng tại Hội nghị Thượng đỉnh Dân chủ Copenhagen 2020, Ngoại trưởng Pompeo cũng cáo buộc Trung Quốc có hành vi lưu manh với các nước láng giềng. Ngoại trưởng Pompeo nói, Trung Quốc cũng đã nói dối về đại dịch viêm phổi Vũ Hán và để cho lây lan cho toàn thế giới. Trong lúc đó, Trung Quốc gây sức ép lên Tổ chức Y tế Thế giới để hỗ trợ chiến dịch che đậy của họ. Hàng trăm ngàn người đã chết và nền kinh tế toàn cầu đã bị phá hủy một phần lớn. Tại sự kiện ở trên, Ngoại trưởng Pompeo cũng nhận định châu Âu đang đối mặt với thách thức Trung Quốc, giống như nước Mỹ và những người bạn ở Nam Mỹ, Châu Phi, Trung Đông, Châu Á đang đối mặt. Nhà lãnh đạo và ngoại giao Mỹ cũng cáo buộc Trung Quốc đang thúc đẩy các thông tin sai lệch và các chiến dịch mạng hiểm độc nhắm vào các chính phủ các nước và để chia rẽ quan hệ giữa Mỹ với châu Âu. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020 với bản tin Đòn gió của Trung Quốc ngăn cản Việt Nam kiện về Biển Đông. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.